chính nhờ em phải tàn nhẫn với anh như vậy sao hả hiền vũ em nói em muốn gặp anh anh đã rất vui em có biết không hả em hy vọng anh làm mới tình cảm của mình nên mới như vậy vậy sao em có thể để anh gặp người khác được chứ em quyết định kết hôn với người khác rồi hiền vũ à hôn như đó chỉ là hợp đồng thôi em không hề thật lòng em thật lòng em hy vọng anh quen với người con gái khác thì tốt hơn vậy còn tình cảm của anh thì sao tình cảm của anh đối với em không là gì sao hả xin lỗi em không đủ tư cách tiếp nhận tình cảm của anh đâu chính nhậm xin anh mà từ giờ trở đi chủ tịch xin chào chào ngài ơ à, anh ở đây sao muốn cùng nhau đi ăn cơm nên gọi điện cho anh nhưng mà không liên lạc được sao vậy mình bây giờ bị phớt lờ rồi sao chính nhậm à có chuyện gì sao phát hiện vũ sao lại như vậy có phải là cậu tàn nhẫn quá rồi không cho dù là anh trai của hiền vũ nói như vậy chuyện này làm tổn thương đến cả hai người đó cậu hãy suy nghĩ lại đi làm như vậy có thể giúp hiền vũ thay đổi suy nghĩ mình cảm thấy đây là chuyện cuối cùng mà mình có thể làm được cho anh ấy cũng đúng cô đã tuyên bố kết hôn với chủ tịch rồi cậu biết tình cảm của hiền vũ mà giả như không biết như vậy càng tàn nhẫn hơn nhưng khi mình nhìn thấy cô ấy bước ra giống như bị tổn thương rất nghiêm trọng nhưng sao chủ tịch cũng ra đây với bộ dạng như vậy hả chủ tịch sao lúc quay lại đây mình nhìn thấy chủ tịch đi ra với bộ dạng rất buồn bã đó Chính nhầm Nghe nói anh đến phòng trưng bày rồi lại đi ngay Có chuyện gì hay sao vậy Công ty có việc gấp Lẽ ra anh nên nói với em Không thể cùng em ăn trưa được Anh xin lỗi À phải rồi Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa Được rồi tấm lòng của anh đối với em không có nghĩ gì sâu em biết là anh rất yêu em mà Vậy lẽ em không biết điều đó Hiền chủ em có người trong lòng chưa sao có thể chứ có người như vậy em có thể cho nó gặp gỡ sao không phải anh đề cử người đảm nhiệm cố vấn pháp luật của phòng trưng bày sao ạ à? nếu có thể thì giao cho em đi em muốn thử hiền vũ ở chỗ gặp mặt đã vội vàng bỏ đi Không sao, tìm đối tượng gặp mặt khác là được Chuyện đó cũng không quan trọng đâu Giám đốc bộ phận Đặt lên xong tôi sẽ thông báo cho cô Cũng giống như lần này vậy Cô cứ kêu Hiền Vũ đến đó là được Hiền Vũ cậu ấy Cũng đã biết đó là đi gặp mặt rồi Vì muốn cậu ta biết nên mới nhờ cô làm vậy Cô luôn khiến nó rơi vào tình cảnh như vậy Thì nhất định Hiền Vũ Sẽ hiểu tim của cô Không thuộc về nó Ê, xếp được nhiều quá rồi. <laughs> à, sao ạ? À? à, dạ, chỉ cần gấp thêm một ít nữa là đủ một ngàn con rồi cô giáo ạ. À. Xếp xong rồi, phải cầu nguyện thôi. Cô muốn ước gì? Cô không thể nói với con hay sao? Đây là bí mật. Nhưng mà tôi sẽ nói cho cô gái xinh đẹp biết. Tâm nguyện của tôi là muốn con trai tôi sống thật hạnh phúc, khỏe mạnh gặp được cô vợ thật lòng yêu thương nó sau đó kết hôn và sống thật hạnh phúc giống như cô gái xinh đẹp và cậu bé trai cùng quý mến nhau đó tôi ước như vậy à, cái điều này có thể trở thành hiện thực không vậy cô giáo à con đi lấy một ít hoa quả về đây nha nè cảm ơn anh dì yeah. à để ở trên tủ tốt nhất là nên để ở dưới đi như vậy thì có người muốn lấy sẽ tiện hơn không cẩn thận sẽ bị thương đó à được tôi sẽ dọn dẹp lại ạ à. Phim88.com xin ân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Lợi dụng chính nhầm để làm chuyện đó sao? Anh à, thật là đê tiện. Lợi dụng gì chứ? Chính nhầm cũng biết đó là đi gặp mặt mà. Đã tự gọi em ra chuyện đó anh không hề liên quan đâu. Như định là do anh làm rồi, nên cô ấy mới không thể từ chối, ép cô ấy ra mặt thì có chút quan ngủ. Cho dù thế nào, không muốn như vậy nữa thì em hãy từ bỏ đi. Đây mới là cách giải quyết đơn giản. Từ bỏ tình cảm với cô ta, gặp gỡ với người con gái khác xem, gặp gỡ với người con gái khác, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi thôi. Anh, tình cảm của em không phải cứ gặp gỡ với người con gái khác là có thể thay đổi được vì vậy em xin anh đừng về vào chính nhậm nữa anh không làm như vậy cô ấy cũng đã rất đau khổ rồi cô ta làm tổn thương em nếu như tổn thương do chính nhậm gây ra em đều có thể chịu đựng được nhưng người con gái đó bị chịu tổn thương anh à em không thể chịu đựng được đâu xin anh đừng làm những chuyện như vậy nữa hiền vũ à mẹ ngủ rồi sao? Ừ, dạ, vừa mới ngủ. Chính nhầm. Dạ. Chúng ta uống trà đi. Công việc ở phòng trưng bày thế nào rồi? Chị ổn chứ? Dạ, mọi người đều giúp đỡ em. Em đang thích nghi rất tốt à. Chuyện cô dân pháp luật thì sao rồi? em có được giúp đỡ gì không dạ có tốt quá rồi thực ra là vì em của hiền thành ở chỗ của em có chút là không hay lắm nhưng cậu ấy và hiền thành không hề giống nhau vì cho dù là hôn nhân hợp đồng anh cũng để ý chỉ là hợp đồng thôi mà <laughs> nè mẹ như vậy có phải chết không chỉ là mấy ngày không ngủ được sao mà chết chứ xem thời sự tỷ lệ người chết vì mất ngủ cao gấp ba lần người khác mẹ không muốn chết mà chỉ muốn ngủ thôi nhưng khi ngủ tuấn thái và phu nhân lại hiện ra cả hàng chín nhậm nữa là mẹ không thể ngủ được mà chỉ là mơ thôi sao mẹ phải sợ như vậy cũng đúng vì mẹ gần đây ăn không ngon nên mới như vậy thôi đi xuống ăn sáng thử xem sau đó rồi đi ngủ sẽ tốt lên thôi mà nè những người trong ác mộng của mẹ đều ở phía dưới đó sao mẹ xuống đó được Úi, bệnh mất ngủ còn chưa đủ lại còn muốn mẹ bị bắt bệnh tiêu hóa sao mẹ không xuống à, cơm đã mang lên rồi ạ à. cơm mang lên rồi ý là gì chủ tịch nói từ giờ tất cả sẽ ăn riêng hết cái gì Giám đốc bộ phận và luật sư đi làm rồi à? Chỉ chuẩn bị cho hai người thôi. Bây giờ đã không ăn cùng bàn nữa rồi. Bây giờ anh muốn đưa cơm cho người tù ăn hay sao? Mẹ, anh thử cái này đi, ngon lắm đó. Bây giờ cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa à? Được thôi. Nhưng mà anh cho rằng tôi sẽ rời khỏi căn nhà này sao? Cho dù anh làm gì, tôi cũng sẽ ở trong nhà này, tuyệt đối không ra. Không ăn nữa sao? Anh nuốt không trôi nữa. Không nên như vậy đâu. Anh ăn thêm một chút đi. Ăn cơm thôi. Trưởng phòng trường, cái này... Tôi nghe thư ký Long nói, anh không ăn cơm mà đã đi làm rồi. Cho nên tôi mang đến chút đồ ăn nhanh. Không biết anh thích ăn gì nên đã chuẩn bị hải sản. Không biết anh có thấy ngon không? Tấm lòng của cô tôi giận rồi, tôi không ăn đâu. Thực ra quan hệ giữa tôi và cô không cần cũ đến mức phải nhận những thứ này. Vì vậy... Chỉ chúng ta kết thành mối quan hệ đó là được. Cái gì? Anh thấy tôi thế nào hả luật sư? Thiên Vũ Thưa ký Trương Cô ở đây làm gì vậy? Nhìn mà không biết sao Mang cơm đến cho luật sư mà Anh ăn từ từ nha Luật sư Cô đây làm gì vậy? Tôi làm sao? Đi theo tôi. Bảo tôi đi theo anh, tưởng được tôi sợ anh sao? Cô định giải trò gì với em trai tôi đây? Còn có thể là trò gì Tôi muốn tán tỉnh thôi Cái gì Ngoài anh ra Tôi còn muốn gặp gỡ người đàn ông khác nữa Muốn qua lại với em trai tôi sao Thì sao Không được sao Như vậy có ra thể thống gì không hả Đừng có bảo lấy em trai tôi nữa Mau biến mất đi Tôi sẽ không đâu Cô không Trương Mỹ Anh Nếu như không muốn tôi và em trai anh qua lại Thì hãy nói với em trai anh quan hệ trước đây của chúng ta đi Như vậy là được rồi Tôi nói đúng rồi chứ gì Nói không được hả Vậy thì anh cũng không thể cản được tôi đâu. Vì quảng cáo này mới đến sao? Dạ vậy thì em đi trước đây khoan đã à, để em tự làm đợi chút đi Chủ tịch có trong đó không? Dạ có, đang ở bên trong mà Anh muốn ra ngoài sao? Ờ Anh muốn đầu óc tỉnh táo một chút Em đến vì có tài liệu cần ký Nếu như không dội thì để ở đó đi Quảng cáo thiết kế theo hai bản này đi, có thể hiện được đẳng cấp, lấy New York và London làm bối cảnh, còn về thương hiệu giải trí ngoài trời. Mọi người có ai có ý kiến gì? Có thể thể hiện được hai phong cách đó là chủ đề của lần quảng cáo lần này, mà lại là quảng cáo tách riêng hay sao? Ý của trưởng phòng không phải như vậy đâu. Phải hiểu mà... là đặt quảng cáo ở nơi phù hợp nhất với hình tượng, có thể tăng hiệu quả quảng cáo mà. À đúng vậy, trưởng phòng như vậy cũng không nên quảng cáo bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến giá trị của thương phẩm không biết kết quả sẽ là bên tiêu thụ phải gánh chịu hay sao hả không phải vậy càng mà... đắt càng dễ bán điều đó là tất nhiên rồi hình như cô không hiểu chiến lược thương hiệu hay sao cho tới bây giờ cô vẫn muốn hành động theo quan niệm càng đắt càng tốt hay sao cô đúng là lạc hậu cái gì nên bỏ cái kiểu quan điểm đó đi đó là việc làm của các doanh nghiệp nếu trong trung tâm doanh nghiệp doanh nghiệp của chúng ta đứng ở đó đối với hình tượng của doanh nghiệp cấp trên mục đích của doanh nghiệp là kiếm lợi nhuận bỏ đi những lý luận đạo đức trong sách vở đó của cô đi hai người đừng cãi nhau nữa nghe tôi nói một câu đi tôi vẫn chưa nói xong anh nói cái gì đúng là người ta tức chết mà ủa Trương Vũ Anh, Ủa. anh đông trực, đúng là cậu thật rồi. <cười> <cười> lâu rồi không gặp. À, chào anh, lâu quá không gặp <laughs> Anh làm gì ở đây hả? À, à. à. <laughs> sao nó lại rơi xuống vậy? <laughs> Tôi à, là trưởng quản của phòng kế hoạch này nè. Anh biết không à, Chủ quản Vậy là phải dứt giả rồi ừ. Nhưng à, Anh đến đây có việc gì À tôi Đến đây bàn chuyện làm ăn Làm ăn <laughs> Lần trước tôi gặp anh ở lễ hội bạn học Không phải ở trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ sao Từ khi nào bắt đầu làm ăn lớn vậy Muốn đến lúc khiến người khác tấn trận công kế Tôi thật sự <laughs> Vậy anh làm về gì vậy Cái đó sao Nói cho tôi nghe đi Không thì sao còn làm bạn bè được Cái đó thật ra Tôi đầu tư vào tôi đầu tư vào buôn bán kim cương và phát tài to nếu mình có tiền cũng sẽ phát tài thôi muốn ăn no chết cũng không có tiền con trai à ra đây một chút đi <laughs> ờ, mẹ ti tiền ở đâu mà nhiều quá trời vậy mẹ tham gia một vài hiệp hội nói dối lạ là làm phẫu thuật nên đã lấy số tiền này lại đó Con á, hãy lấy nó đi làm ăn đi Mẹ Phải thành công đó nha Con á, là người đàn ông giỏi giang, hãy cho bọn họ biết đi Nhất định là như vậy Con nhất định sẽ phát tài Để cho hai người con gái đó biết con là ai <laughs> lịch quay quảng cáo đã định rồi cô biết chưa ừ rốt cuộc cô nghĩ gì mà muốn cùng tôi quay quảng cáo vậy tôi thật sự rất muốn biết ngày hôm đó cô sẽ làm gì đây cho dù cô kỳ vọng gì thì cũng vượt qua sự kỳ vọng của cô vượt qua cả kỳ vọng sao <laughs> phải rồi vậy thử xem ai sẽ bị vượt qua cả kỳ vọng <laughs> mẹ à mẹ đang làm gì vậy à, đây là kiểu tập luyện tốt cho người bị bệnh mất ngủ mà như vậy có thể ngủ sao có cảm giác như đang chạy vậy <laughs> mẹ là bị ép bị ép đó có biết không Ô mẹ à, b mặt của mẹ kìa, à, à, tiếp tục đi, bất luận thế nào mẹ cũng phải ngủ. Ê, Ê, sao lại không ngủ được chứ, Ê, sao lại như vậy, Ê, tôi phải ngủ, tôi phải ngủ thôi. Ê. Anh Tuấn Thái có ở trong phòng không vậy? À, dạ không, ở trong phòng đọc sách. Vào đi. Em có chuyện muốn nói. Vậy hả? Em ngồi đi uống một ly đi em đã khổ tâm rất lâu rồi xem ra lần này phải nói với anh rồi chuyện liên quan tới hàng chính nhậm Liên quan đến hai chính nhậm hả? Anh và chính nhậm Hai người muốn kết hôn với nhau sao? Không lẽ Em cũng tin Đó là lời đồn hay sao? Anh à Khi anh gặp chính nhậm Thì anh đã quyết định Cô ấy là người phụ nữ của anh rồi Cho nên đã quyết định kết hôn Em biết Hôn ước của hai người là hợp đồng Cho nên không cần giả bộ trước mặt em đâu Nếu như không phải giả giờ thì sao Hả Anh thật lòng Với hạn chính nhầm chúng ta kết hôn đi hôn nhân hợp đồng xem như là một kế hoạch kinh doanh chúng ta có thể hợp tác làm ăn anh đối với chính nhậm là thật lòng nguyện vọng duy nhất của ta là mong con trai có thể sống hạnh phúc gặp được cô gái thật xinh đẹp và thật lòng yêu thương nhau sau đó kết hôn cứ như vậy mà sống hạnh phúc dạ chủ tịch em có chuyện muốn nói có thể gặp mặt không vậy được rồi thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em tối nay gặp đi địa điểm anh sẽ nhắn tin cho em <laughs> chuẩn bị theo những thứ tôi dặn dò đúng rồi tối nay chủ tịch đô tuấn thái dạ mời qua bên này em muốn ăn gì chủ tịch à đồ ăn của bọn họ ở đây rất ngon đâu em có chuyện muốn nói em để anh nói trước nào Chủ tịch à, em... Em hãy mở ra xem trước đi. Đó là chiếc nhẫn của mẹ anh nói rằng nếu tìm được người muốn kết hôn thì hãy tặng cho người đó. Chủ tịch, cái này Bây giờ nó là của em.